Làm người có phước mà không biết hưởng, làm vọc khổ lắm. Miếng ăn rất là quý, nên bé vọc khi ăn lúc nào cũng phải ăn từ tốn, tiết kiệm để dành. Thấy không? Các bạn thấy bé ăn dễ thương không? Nè bây giờ nè, bé ngứa mông nè, bé bỏ miếng thức ăn xuống bé gãi mông. Gãi mông xong bé lụm lên bé ăn lại. Đó, lụm lên ăn lại nè. Buông cái này mới bắt được cái kia đúng không con? Loài vọc là loài rất là từ tốn. Từ cách ăn uống của nó, rồi từ cách làm việc của nó, nó suy nghĩ lúc nào cũng là tình yêu thương là trên hết. Gia đình chính là tất cả đối với loài vọc. Vậy mà bạn có thể giết cha giết mẹ của bé vọc, để rồi bắt bán bé vọc con để làm thú cưng, để nó sống được vài ba tháng rồi nó chết. Các bạn ơi, những bạn bắt thú ơi, các bạn có cha có mẹ chứ? Các bạn có anh chị em chứ? Các bạn có thương yêu họ không? Sao các bạn lại đối xử với loài vọc như vậy? Đừng hại anh em của mình nữa. Các bạn sống còn thua cái đít con vọc nữa.